Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ tới. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, độ mặn ở các sông trên địa bàn tỉnh xuống theo chiều. Theo đó, ở trạm Cầu Nổi trên sông Giàm Cỏ, dự báo độ mặn đo được cao nhất khi cách cửa sông 20 km là 9,8 gam trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Giàm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn cao nhất đo được là 1 gam trên lít. Còn ở trạm Tân An trên sông Giàm Cỏ Tây cách cửa sông 80 km, độ mặn cao nhất là 0,4 gam trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gam trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 36 km ở sông Giàm Cỏ, thuộc khu vực xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Còn ranh giới độ mặn 1 gam trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 56 km trên sông Giàm Cỏ Tây, thuộc địa phận xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ và hơn 67 km ở sông Giàm Cỏ Đông, thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc bị làm đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và nâng trục dần lên phía Bắc. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, khu vực này không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, phía bắc có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.